Mà có việc gì không gọi mẹ gấp thế? Mẹ lại ra ngoài đi gặp lão ta đấy à? Con nói cho mẹ biết, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ làm ơn cư xử cho nó đứng đắn đàng hoàng một chút đi. Không, ra đường người ta lại bảo con có mẹ lớn tuổi mà còn lẳng lơ đấy. Mẹ định vay ai hả mẹ? Họ hàng từ bên nội cho đến bên ngoại con cũng đã vay hỏi hết cả rồi. Xin lỗi, nhà tôi đang có chuyện không tiện tiếp khách, mời ông về cho ạ. Bây giờ con xin phép được gửi gắm mẹ con với bác. Mong bác yêu thương mẹ con và bù đắp hạnh phúc cho mẹ. Từ đâu giờ này còn chưa thấy về? Nhà chẳng còn gì nên mẹ tranh thủ đi mua ít đồ. Mà có việc gì không gọi mẹ gấp thế? Mẹ lại ra ngoài đi gặp lão ta đấy à? Không, là mẹ đi chợ thật mà. Ừ thì mẹ vô tình gặp bác Sơn ở trên đường nên mẹ đứng lại nói chuyện với bác một chút thôi. Vô tình? Lại vô tình? Con thấy suốt ngày mẹ kiếm cớ ra ngoài gặp lão ta thì đúng hơn đấy. Hai người có duyên với nhau như thế, chắc kiếp trước là vợ chồng. Mi, sao con lại nói như thế? Bác Sơn là người đã có tuổi, bác cũng không làm điều gì đáng phải xấu hổ cả. Nên con đừng có khinh người ta như thế chứ. Với lại cũng đừng có nói lão nọ lão kia. Con gái nói năng thì phải có trên dưới, trước sau chứ. Thế thì đầu tiên mẹ nên làm tấm gương sáng cho con gái của mẹ đi đã. Với lại có làm gì hay không thì chỉ có mẹ và lão ta biết được. À biết được chứ. Mi, mẹ làm cái gì mà con bảo mẹ là không làm tấm gương sáng cho con? Thế con nói cái gì sai à? Hả? Con nói cho mẹ biết, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ làm ơn cư xử cho nó đứng đắn đàng hoàng một chút đi. Không, ra đường người ta lại bảo con có mẹ lớn tuổi mà còn lẳng lơ đấy. Từ trước đến nay con cũng chưa bao giờ làm mẹ xấu hổ việc gì đâu. Mi, con thôi đi. Mẹ là mẹ của con, mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi con khôn lớn. Để bây giờ con nói nặng với mẹ như thế à? Việc nuôi nấng trưởng thành, đấy là trách nhiệm của bố mẹ. Chuyện đấy là điều đương nhiên. Thôi, con không nói nhiều nữa. Con chỉ xin nhắc lại lần cuối với mẹ, mẹ đừng bao giờ nghĩ đến việc là đi bước nữa với ông ta đấy. Con mệt rồi, con xin phép về phòng. Nhân sâm hả ông? Chắc là đắt tiền lắm đấy. Mà sao ông không giữ lại mà dùng? Mà sao cho tôi làm gì? Có đứa cháu bên nhà ngoại có biếu ấy mà. Nhiều lắm. Một mình tôi dùng không hết. Mà để lâu nó cũng hỏng mất kỹ bộ giày. Thôi thì tôi cũng mang cái bản đi. Ông làm gì ở nhà tôi đấy? Mi về rồi đấy à? Bác sang mang cho mẹ cháu ít nhân sâm ấy mà. Thế bảo nhân sâm tốt cho người già lắm. Đồ quý như thế, bác Sơn mang sang cho mẹ dùng. Tốt quá. Đúng là đồ tốt rồi. Đồ của bà già mẹ mang sang không tốt làm sao được. Bác với mẹ cháu cũng chẳng còn trẻ trung gì, chỉ làm bạn với nhau, thi thoảng tâm sự chia sẻ tuổi già. Bạn bè lớn tuổi cả rồi còn tâm sự cái gì nữa? Thì tôi cũng nói luôn cho ông rõ nhé,
tôi có tình đồng ý ngọt với nhau như thế nào nữa ấy, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý cho hai người đến với nhau đâu. Thế là bỏ ý định ấy đi. Mi, sao con lại nặng lời như thế? Mi à, ngày trẻ mẹ cháu đã phải chịu bất hạnh rồi. Bà ấy đã lấy phải người chồng không chung thủy. Mẹ cháu đã vất vả, khổ sở như thế nào cháu là người biết rõ nhất mà. Bà ấy thương cháu, lo cho cháu nên đã phải bỏ võ một mình bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ cháu lớn rồi, chẳng lẽ cháu không thể thành toàn cho mẹ cháu có cuộc sống hạnh phúc hơn à? Ông biết gì về bố tôi mà ông nói. Còn mẹ, mẹ hay thật đấy, vạch áo cho người xem luôn đấy ạ. Ngày xưa bố con cũng không đối xử tốt với mẹ con mình ấy, thì ông ấy cũng là chồng của mẹ, là người chung tranh với mẹ bao nhiêu năm trời đấy. Còn ông, cho dù ông là người tử tế như thế nào nữa ấy, thì vẫn chỉ là người ngoài thôi. Cháu nói bác thế nào cũng được, nhưng đừng nặng lời với mẹ như thế. Ông biết cái gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? Tôi chỉ có biết ông bầu bạn với mẹ tôi cũng chỉ vì công ty của cái nhà này thôi. Nhưng mà tôi nói luôn cho ông rõ nhá, công ty đấy là công ty riêng của tôi. Thế nên ông đừng hòng xong với cái gì cả. Mì, con muốn mẹ chết vì xấu hổ à? Còn xin phép. Ông à, cho tôi xin lỗi ông. Cũng vì hồi nhỏ tôi chiều chuộng nó quá nên bây giờ nó mới như thế. Cảm ơn ông đã luôn nghĩ đến tôi. Thôi, ông về nghỉ ngơi đi nhá. Thôi tôi về nhé. Đuổi cổ lão già kia về nên mẹ không mất nổi cơm ạ. Con có nhớ khi con còn bé, mẹ con mình đã sống khốn khổ như thế nào không? Suốt cả cuộc đời này mẹ không bao giờ quên được. Bố con cặp bồ rồi sống luôn với cô ta, bỏ mặc mẹ con mình có bao nhiêu tiền của cũng đem cho mẹ con cô ta hết. Bình con ốm sốt, mẹ cõng con dầm mưa đến bệnh viện. Tiền bạc thì không có, mẹ phải bắn máu để có tiền cho con chữa bệnh. Con biết hết tất cả những sự hy sinh của mẹ. Con biết bố đã tệ bạc như thế nào với cả mẹ và con. Nhưng mà mẹ cũng không thể bị với cớ bố tệ bạc với mẹ rồi không thương con để mà đi tiếp bước nữa được. Mẹ cũng lớn rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu. Làm gì mẹ cũng được cái suy nghĩ đâu kỹ. Bây giờ con có nói gì, không nghĩ gì về mẹ cũng không sao. Nhưng sau này khi có gia đình rồi, con khắc hiểu đã là người trong gia đình với nhau thì sống không nên ích kỷ. Mẹ biết ngay từ nhỏ con đã mạnh mẽ, và bây giờ con điều hành một công ty lớn hàng mấy trăm công nhân, nên con không thể dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên người khác được. Rồi sau này còn chồng con nữa, không thể như thế được đâu con ạ. Giờ con mới biết mẹ giỏi ăn nói như thế. Nếu thế con xin phép được nói với mẹ một câu: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Con không phải là thằng con trai, nhưng không phải là đứa con gái yếu kém đến mức mà không thể chăm lo cho mẹ được đến lúc chết. Vì vậy mẹ đừng có suy nghĩ chuyện không đâu nữa. Sao lại đến nông nỗi này hả con?
công ty con đang gặp vấn đề về tài chính. Là tiền. Tiền đấy, mẹ có hiểu không? Nếu là vấn đề về tiền, hay là để mẹ thử đi vay hỏi xem có được không nhá. Tầm bao nhiêu thì đủ hả con? Mẹ định vay ai hả mẹ? Họ hàng từ bên nội cho đến bên ngoại con cũng đã vay hỏi hết cả rồi, đến bạn bè. Nhắc đến lũ khốn kiếp. Bình thường thì chị em yêu thương nhau lắm, đến lúc gặp biến một cái là không thấy đứa nào ló mặt. Con à, nếu như chẳng may, là chẳng may thôi nhá, chẳng may công ty của con không trụ được thì mẹ cũng không trách con đâu. Mẹ nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Đây là công ty của con, là mồ hôi, là xương máu của con, mẹ có hiểu không? Con không dễ dàng để trắng tay được đâu. Con phải là một người phụ nữ thành công, không cần dựa dẫm vào một thằng đàn ông nào hết. Thôi, mẹ về nghỉ ngơi sớm đi, con còn nhiều tài liệu cần phải giải quyết lắm. Vậy thôi, mẹ về trước nhé. Với lại mẹ con mình cũng chẳng mấy khi về quê. Thôi con nghe mẹ, để mẹ bán đất đi, rồi sau này có tiền thì mình chuộc lại cũng được mà. Mẹ làm sao ấy nhở? Đấy là quê cha đất tổ, bán thế nào được mà bán. Con nói một lần rồi đấy, vườn tược đất đai bán đi thì còn mua lại được, chứ công ty là cả tâm huyết của con, không thể để mất được con ạ. Thôi mẹ cứ để yên để con nghĩ cách. Đầu con đang đau như bố bổ. Mẹ ra mở cửa đi. Con xong chưa ạ? Chờ lại. Con vào nhà. Mẹ xong. Mời ông ạ. Xin lỗi, nhà tôi đang có chuyện, không tiện tiếp khách. Mời ông về cho ạ. Bác nghe nói công ty của cháu đang gặp vấn đề về tài chính phải không? Mẹ, sao suốt ngày mẹ cứ vạch áo cho người xem lưng đấy? Chuyện gì trong nhà mẹ cũng phô ra cho người ngoài biết là thế nào ấy? Không phải đâu con, do mẹ lỡ lời nên... Trách mẹ cháu nữa, là vì bà ấy thương cháu quá, lo cho cháu, cho nên là vô tình nói ra thôi. Rồi sao? Rồi ông sang đây để chê cười tôi à? Thấy tôi ngăn cản mẹ đến với ông, thế nên là ông căm thù tôi nhiều lắm không? Con không phải lo cho mẹ con thôi đâu. Tôi đang bị bán đất của chú quê đi, bố đang chết. Quê cha đất tổ không thể nói bán là bán đâu. Chuyện của gia đình tôi, mong ông không xía vào. Xin lỗi, ông về cho ạ. Mi à, cả cuộc đời bác cũng chẳng có gì vẻ vang, nhưng bác cũng tích góp được chút ít để dưỡng già, chắc là cũng đủ để giúp cháu phần nào. Cái gì đấy? Sao cái tiền của bác? Ông nghĩ tôi là trẻ con đấy à? Tôi dễ tin như thế à? Của cả mớ tiền ra đấy, lại cho người ngoài cũng điền. Cháu cầm lấy, cháu còn phải lo cho mẹ cháu nữa. Bây giờ cháu mất hết rồi thì mẹ cháu sống thế nào được? Bác thực lòng muốn giúp đỡ cháu. Bác,
Bác nói thật đấy ạ? Bác già rồi, không cần phải chém gió lấy oai nữa. Bác cho cháu mượn, sau này cái gì lại được thì cháu mình lại mất. Bác, cháu với bác có máu mủ gì với nhau đâu ạ? Bác làm việc này vì mẹ cháu, bác thương bà ấy. Mẹ cháu đã nửa đời vất vả cực khổ, bây giờ bà ấy đáng được hưởng an nhàn hạnh phúc tuổi già. Những người trẻ các cháu dù có hiếu thảo đến mấy đi chăng nữa cũng không thể hiểu hết được tâm tư nguyện vọng của tuổi già. Bác là người ngoại, bác còn hiểu mẹ cháu như thế. Thật là con gái của mẹ, suốt ngày cháu chỉ phải chê trách mẹ mà thôi. Mẹ không trách gì con đâu, vì con chưa làm cha, làm mẹ nên con chưa hiểu đấy thôi. Sau này cháu lấy chồng, cháu sẽ hiểu cho mẹ cháu. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải có một chỗ dựa, nhất là khi về già. Con cháu nó còn phải lo cuộc sống của chúng nó nữa chứ. Cầm lấy đi cháu, cố gắng lên. Bác coi cháu như con trong nhà, bác tin cháu sẽ thành công. Đến thằng bố cháu chưa bao giờ tin tưởng cháu như thế. Muốn làm một phụ nữ mạnh mẽ, cháu hãy bản lĩnh lên. Cháu ngã chỗ nào, cháu đứng dậy chỗ đó. Sao mày ăn nhanh thế? Em chào chị. Bé Đức có nhà không chị? Em mang ít đồ đến cho bé, nó thích ăn trái cây lắm. Cô làm giám đốc, người có tiền lựa hoa quả chán đấy. Em mua đồ đến cho con thì chị đợi con về cùng ăn chứ. Tôi là mẹ nó, tôi ăn hay nó ăn khác gì nhau đâu. Cái tivi đâu rồi chị? Bán rồi. Bán? Sao lại bán? Em vừa mua cho nhà mình mà. Cô mua cho vợ chồng tôi thì nó là thuộc quyền sở hữu của tôi, làm gì thì kệ tôi. Nhưng mà cái tivi này em mua cho bé Đức. Chị nói rằng con nó khổ thân không được xem hoạt hình như các bạn nên em mua cho nó. Sao chị lại... quá nhỉ? Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc con như không. Này, cô đã dọn ra ngoài rồi, con bé đây làm gì? Vợ chồng tôi không tiếp cô đâu. Anh chị cứ như thế này, anh chị có nghĩ đến bé Đức không? Nó còn bé, nó sẽ nghĩ rằng anh chị không thương nó, không quan tâm đến nó. Cô không phải lo bỏ chẳng gian. Con là tôi nó ngoan lắm, chẳng giống như ai kia, suốt ngày chỉ nói đạo lý. Mà tivi có bán được mấy đồng đâu, cô
12 triệu bạc mà làm lên bạn sẽ đời. Anh chỉ là bố mẹ mà không nên thân. Anh thì suốt ngày rượu chè từ đầu đến cuối phố, còn chị thì cả ngày chỉ biết quần áo phấn son. Nếu như anh chị không nuôi được bé Đức thì để em sẽ lo cho nó. Nhưng mà nó là con của tôi, sao tôi phải để nó ở với cô hả? Mà trước khi mở bồn chê bai của chúng tôi, cô cũng nên nhớ lại rằng ngày xưa ai là người nuôi nấng cô nhá. Em xin chị đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, và cũng là bố mẹ chồng của chị nữa. Thôi, muốn nói gì thì nói. Tôi phải ngủ, đau hết cả đầu. Chân là tên nhà khê phẩm mặc cỏ. Anh ta là anh ruột của cô đấy, máu mủ với nhau cả. Nếu mà có không quan tâm gì đến cô, việc gì tôi phải tôn trọng. Tôn trọng hay không em không ép buộc chị. Nhưng nếu như chị đã muốn nói đến chuyện bố mẹ mất, muốn kể công rằng anh chị đã nuôi nấng em như thế nào, thì em muốn nhắc lại cho anh chị biết, anh chị chẳng có công lao nuôi nấng gì em cả. Anh chị chỉ có bóc lột sức lao động, bóc lột tiền làm thêm của em thôi. Suốt những năm tháng em sống cùng anh chị, em phải ăn cơm thường anh chẳng anh. Im đi. Đừng tưởng là bây giờ mày thành đạt, có tí tiền thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm nhá. Em không muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Nhưng anh chị là bố mẹ thì cũng phải biết nghĩ cho tương lai chứ. Làm bố làm mẹ cả rồi, có còn trẻ dại gì nữa đâu. Thằng Đức là con của tôi còn thương nó gấp trăm ngàn lần cô đấy. Nếu như chị thương nó thì 6 năm trước, khi mà em còn sống như một con ô xin cho hai người, khi thằng Đức còn nhỏ, còn phải bế ngựa trên tay, thì tại sao anh chị có thể bỏ nó trơ vơ một mình ở nhà nó đó, nó khóc đến khản cả cổ như thế. Nếu như em không đi làm về sớm thì anh chị cũng sẽ chẳng còn con nữa. Chị thử nghĩ lại xem, chị có thương con không? Anh chị chẳng thương gì con hết. Bao lâu nay tôi cứ hỏi tại sao cô lại thương thằng Đức như thế. Hóa ra là ở với nó, yêu thương nó, chiều chuộng nó suốt một thời gian dài, đâm ra cũng có tình cảm phết nhở. Nếu mà đã thương nó như thế rồi, đưa đây tiền học phí, tiền quần áo, tiền ăn uống. Làm cô thì chắc là không muốn cháu đi học ăn mặc trên dưới đâu. Tiền cho bé Đức em không tiếc, nhưng mà anh chị cũng lo mà tìm việc đi, chứ cứ lông bông sống bám vào tiền của em là không được đâu. Này, chưa đủ. Đợt này trái gió trở trời, lơ nó ốm, thuốc men đâu, khám bệnh đâu. Đây, chị nhớ mua đồ bồi bổ cho cháu, dạo này em thấy nó gầy lắm rồi đấy. Rồi được rồi, nó nhiều quá rồi đấy. Tiếp cô cả bụng, một dã người. Em chào chị. Nhanh gọn như thế này có phải hơn không? Nói dài mãi. Khó chịu. Bây giờ chỉ cần quay lại các cuộc họp của công ty các bạn lên, rồi sau đó bán cho ta. Bán mãi. Bán đến bao giờ mà công ty của con bảo lên phá sản thì thôi. Nhưng mà mình quay clip bằng cách nào? Sợ ngốc thế. Suốt ngày chỉ quần áo áo rồi giỏi. Kệ. Ông ta bảo anh bây giờ chỉ cần xin làm tạp vụ của công ty nó, thế là xong. Mà dù sao thì anh cũng là anh trai ruột của nó, không bị nó nghi ngờ. Cháu của em đúng là giỏi thật đấy. Này, ông ta còn tính kiếm tiền cho anh cơ. Không. Wow, dạy thật đấy. Thế là tốt tiền mua túi với váy thôi. Và cả tiền đi nhậu. Nào. Em muốn đi.
tiền đấy à? Ờ thì cô nói thế thì khác gì bảo chị suốt ngày chăm chăm cái tiền cô thôi à? Đúng rồi đấy. Và em này, chị nói thật thì nhưng chị cũng đã sống bám vào em gần chục năm nay rồi. Thằng Đức nó cũng chịu ơn em nhiều. Em cũng yêu thương, chăm sóc nó suốt. Mà anh chị cũng suy nghĩ kỹ rồi, không thể thất nghiệp như thế này mãi được. Cái khó là anh chị ít học, vậy nên đi xin việc ở đâu nó cũng khó. Đúng rồi đấy, chính vì thế nên là cô cố thu xếp cho anh một công việc, cho anh được làm công ty cô, hay là cho anh làm tạp vụ cũng được. Anh chị hôm nay khỏe cả đấy chứ. Nếu như mà không khỏe thì để em chạy ra ngoài mua thuốc cho. Anh hôm nay rất khỏe. Chính vì khỏe nên anh lại muốn được lao động. Mà lao động là vinh quang mà em. Với lại công ty của em lớn như thế, em không chỉ xin một cái chức tạp nhỏ thôi. Em làm giám đốc dễ dàng mà, đúng không? Thế anh chị thay đổi như thế này em cũng mừng lắm. Thế là bé Đức của em cũng đỡ tủi thân rồi. Được rồi, em sẽ sắp xếp. Rồi, anh cảm ơn nhá. Cô nước đi. Ô, tôi chết rồi. Cháu biết là cô mất ngủ mà cháu lại làm cô thức mất rồi. Không sao, ở cái tuổi này cô mất ngủ là chuyện bình thường mà. Cháu biết là cô lo cho công ty, nhưng mà cô cũng nên giữ gìn sức khỏe cho mình chứ. 10 năm nay càng ngày công ty càng xa sút, chiến lược thì lúc nào cũng đi sau đối thủ, cô làm sao mà không lo lắng cho được. Cũng may là còn có cháu, cô cũng đỡ vất vả phần nào. Anh tưởng hai cô cháu đi họp nên là anh định vào dọn phòng. Vâng, anh cứ làm đi. Bố này, sau này bố đi đứng trên công ty thì con nghĩ bố nên để ý một chút. Đặc biệt đây là phòng của tổng giám đốc nữa. Con nghĩ là bố vào thì bố nên gõ cửa. Mà sao lại là đi họp thì mới bố vào dọn phòng? Chẳng lẽ con với cô ở đây bố không làm việc được à? Thì tả bố mày, cô thì cũng là người nhà, việc cái gì. Với lại bố bảo bố vào dọn phòng, sao tay bố lại chẳng cầm cái gì đấy kia? Kiện Đức, con không được hỗn với bố. Dạ. Thế thôi, hai cô cháu họp đi nhá. Anh ra ngoài đợi nhá. Sau cái cuộc họp quan trọng với đối tác công ty, cháu chuẩn bị ổn cả chưa? Dạ vâng ạ, tại vì đây là cuộc họp quan trọng nên cháu cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi ạ. Mặt mà ăn. Mày làm ở công ty cô bảo lấy bao lâu nay? Định không đổi việc đấy à? Con làm ở công ty của cô ấy, chủ yếu là để giúp đỡ cô thôi. Làm sao mà con phải đuổi? Nhưng mà công ty cô mày sắp phá sản rồi, mày không tìm việc mới thì mà bạn cám à? Mà đây là thông tin tuyệt mật của công ty, làm sao mà bố mẹ biết được? Rồi thì trưa nay bố mày có đi nhậu, đi hơi men trong người, ăn nói linh tinh, biết đâu chúng. Mà ấy, mày có ăn có học đàng hoàng, lại được cả cái bằng thạc sĩ to thế, không thiếu cái công ty nào xịn xịn mà làm, cứ bám víu vào đấy làm gì? Con nói đây là lần cuối này, con làm ở công ty của cô ấy, chủ yếu là để trả ơn cô thôi. Với lại, cô còn lo cho con hơn cả bố mẹ ấy. Con không thể rời đi trong cái tình cảnh công ty đang gặp nhiều khó khăn như thế này được. Mày không đi tìm việc mới để mà kiếm thêm tiền à? Và hóa ra là bố mẹ lúc nào cũng chỉ vì tiền à? Nếu mà như vậy thì thôi, con xin phép. Tiền đấy con này. Đâu ra tính khí đấy không biết nữa. Bố mẹ đẻ ra nó thì nó không nghe, cứ nghe cổ nó. Thì cũng phải thôi, tôi với bà thì đẻ ra nó, nhưng mà người nuôi nấng dạy bảo thì lại là con Bảo Lê. Mà tất cả cũng là tại bà ấy. Năm xưa thằng Đức nó bé thì đùn đẩy hết trách nhiệm cho con Bảo Lê nó nuôi. Bây giờ thì nó chả theo. Anh là bố của nó, anh lại có trách nhiệm quá cơ.
cái rượu với trà chè. Làm cái gì cho nó? Bà lại cứ thích hơn thua với tôi nhỉ? Bà này, sắp có cuộc họp quan trọng rồi đấy. Phải có thêm tiền à? Chịu sao? Cũng may, đợt này chi tiêu đang quá lâu. Không còn đồng nào người ấy. Dạo này cô mệt mỏi lắm đúng không? Làm giám đốc của cả một công ty, bao nhiêu việc, đống giấy tờ tôi nhìn còn hoa hết cả mắt. Rồi quen cả thôi mà chị. Anh, đây là cơm của chị cô dậy từ sáng sớm nấu đấy. Cô ăn đi. Em cảm ơn. Bố mẹ mang cơm đến rồi, thì cô thể về được rồi đấy. Chút nữa con với cô Bảo Lê còn có cuộc họp quan trọng. Kiệt Đức, không sao đâu. Đằng nào thì cô cũng đang đói. Với cả cháu đã ăn uống gì đâu. Đúng rồi. Thế thì hai cô cháu mang đồ ăn ra ngoài hành lang ăn cho nó thoáng. Với lại ăn trong phòng họp như thế này ám mùi lắm. Lát gặp đối tác kiểu gì. Đúng. Còn đắt. Tại sao lại phải ra ngoài? Đây là công ty của cô Bảo Lê mà. Kìa Đức, không được hỗn. Mẹ cháu nói đúng đấy. Đi ra ngoài ăn với cô, nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh cái chân lên. Từ từ để tìm góc. Bố, bố đang làm cái gì thế này? Thằng này sao mày ăn nhanh thế? Bảo sao công ty đối thủ luôn luôn đi trước công ty tôi. Mọi ý tưởng, mọi phương án công việc bị bại lộ suốt 10 năm nay là vì hai kẻ vô ơn như các người à? Cô cứ bình tĩnh đã để tôi giải thích cho tất cả mọi chuyện. Bây giờ mẹ có nói thế được nữa à? Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì hả con? Con hỏi là số tiền mà bố mẹ nhận được là bao nhiêu? Khi mà bố mẹ quay lại các cuộc họp rồi bán lại cho công ty đối thủ, nó có to bằng cái ân huệ mà cô Bảo Lê đã cho nhà mình không? Thì tiền ai mà chả thích. Mà cái số tiền lớn đấy là nuôi nấng mày từ bé giờ đấy. Anh chị bán linh hồn cho quỷ dữ là để đổi lấy tiền à? Vậy mà em cứ tưởng anh chị đã thay đổi rồi cơ. Từ cái ngày mà anh chị xin vào công ty để làm việc ấy, hóa ra chỉ là một cái bẫy thôi à? Kìa, công ty cô phá sản thì cô lại có công ty mới. Mà cô là thông minh nhất nhà làm gì nữa. Bố thôi đi, bây giờ bố còn nói như thế được à? Từ ngày mai con sẽ dọn ra ở với cô. Con sẽ ra khỏi cái gia đình này. Con không thể ở chung với mái nhà của bố mẹ được nữa. Tất nhiên là bố mẹ cần gì con vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng mà con không thể để bố mẹ làm nhục nhã thêm một lần nào nữa. Kiệt Đức, thôi đi cháu. Thôi bố mẹ về đi. Về đi. Thì về. Cháu xin lỗi cô. Cháu sẽ ở lại để gánh vác công ty cùng cô, để sửa chữa sai lầm của bố mẹ cháu.